nhau đi tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước Nam tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, người chung năm bác một nhà, thế để chung sống hát khúc hoan ca. Ngựa xe như nước rộn ràng, một muôn sức sống tiềm tàng, đèn đêm từng ánh sáng như hào quang. Lòng vui chân bước rực rỡ, đừng đi quanh khúc bàn cờ, cùng nhau vui sống âm xây tình thơ. Người ơi Sài Gòn chốn đây là ngọn biển đâu, vốn là lung danh. Nắng lên muôn trình đùa hót, muôn hoa cười đón mình quanh ngày mới. Cùng nhau đi tới Sài Gòn là nơi du khách rực rỡ, từ Nam Châu tới viếng thăm thủ đô. Dòng sông chân trúc tàu đò, ngựa xe buôn bán hẹn hò, người dân nở ấm sống nơi tự do. Núi mờ mờ xa, ôi ngọn núi.
nay trên bán đồ có một thuyền ra đi hiên ngang trên sóng gào từ gió đón chào xin chào từ gió với nỗi niềm cay đắng nhìn lại bên bờ nước non mình rời xa mẹ Việt Nam đau đớn quê mình giờ đây em gắng đợi chờ anh tạm rời xa nước non mình yêu kiều phố phường thân yêu người quen hàng xóm mong vượt biển đông mà lòng anh tan nát núi mờ mờ xa ôi ngọn núi ở quê.
biết một lần đi làm muôn kiếp u sầu, một lần đi là vĩnh viễn xa nhau. Giọt nước mắt cho anh, giọt nước mắt cho em, giọt nước mắt cho bạn bè, lệ khóc cho mẹ già, lệ khóc cho người tình ở lại quê hương. Lần cuối siết tay nhau, lần cuối khóc bên nhau, lời cuối sao nghẹn ngào. Còn đó bao đoạn đường, còn đó bao cuộc tình bỏ lại sau lưng. Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng mẹ hiền xưa giờ về cùng đất lạnh, bạn bè xưa giờ phương Bắc lưu đày, người tình xưa giờ đang sống điêu linh. Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng một ngày qua là một ngày ngày qua là ta mất nhau rồi, một ngày qua là muôn kiếp chia phôi, một ngày qua là ta mất nhau rồi, một ngày đại truyền nhân xin có lời chào gửi đến tất cả quý bậc trưởng thượng, quý thân hữu và toàn thể đồng bào đã đến tham dự buổi gây quỹ hôm nay. Happy New Year! Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Happy New Year! Happy New Year! Xin cho một tràng vỗ tay để chúng ta cùng chào đón nhau trong buổi dạ tiệc dạ vũ hôm nay. Xin mời ban nghi thức lên trên sân khấu. Hello. Trước khi vào nghi thức khai mạc, chúng ta sẽ có đôi lời vỗ tay, sẽ có tràng vỗ tay để chào đón tất cả quý vị quan khách người Canada đã đến tham dự với chúng ta hôm nay. We welcome all our honored guests today to the recipient dinner to be worth the Boat People statue at Macaulay Park in Vancouver, corner park of Kingsway and Fraser Street. Please have a warm welcome all our honored guests. Kính thưa quý vị quan khách và đồng bào, như banner ở trên sân khấu chúng ta thấy thật là rõ, hôm nay là một buổi tổ chức để gây quỹ tiếp tục xây dựng tượng đài thuyền nhân sẽ được thực hiện ở tại công viên Macaulay ngay trên góc đường Kingsway và Fraser. Và như chúng ta biết, đây là lần gây quỹ thứ 3 và chúng ta còn 3 lần gây quỹ nữa trong năm 2017. Xin quý vị chiếu cố. Và tượng đài sẽ về Vancouver vào khoảng tháng 2 năm 2017. Và sẽ mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc xây bệ tượng đài cũng như khắc tên. Và nhân đây chúng tôi cũng xin nói luôn 1.000 đồng cho mỗi cá nhân để khắc tên, 2.000 đồng cho hội đoàn và 5.000 đồng cho tất cả quý vị ân nhân bảo trợ. Hy vọng là buổi khánh thành sẽ được tổ chức vào ngày Birthday Canada. 150 năm Birthday Canada.
hiện nay chúng tôi đã đóng góp được 120.000 đô. Như vậy là chúng ta đã tiến được một nửa cái con đường dài là khoảng 250.000 đô Canada để có thể hoàn tất xây dựng tượng đài thuyền nhân. Và hôm nay chúng tôi cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Và bây giờ để mở đầu cho nghi thức khai mạc, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị đứng lên trong nghi thức chào cờ. Please stand up for anthem. Quốc ca Canada. Việt Nam, xin mọi người cùng hát. Anh hùng liệt nữ của dân tộc đã đóng góp trí tuệ, sức lực, xương máu để bồi đắp nên dải Giang Sơn gấm vóc là nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam. Để tưởng nhớ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong cuộc chiến Việt Nam nhằm chống Việt Cộng xâm lược và bảo vệ nền dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa. Để tưởng nhớ hàng trăm ngàn người dân Việt Nam đã chạy trốn chế độ Cộng sản, vượt biên vượt biển tìm tự do nhưng đã bỏ mình nơi rừng thiêng hoặc biển cả mênh mông. Và hôm nay chúng ta gây quỹ xây dựng tượng đài thuyền nhân cũng một phần để tưởng niệm và ghi nhớ những người đã bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Xin mời quý quan khách và đồng bào an toàn be seated. Và cảm ơn ban nghi thức. Chúng tôi xin được giới thiệu quý quan khách hiện diện trong cái buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ hôm nay nhằm gây quỹ xây dựng tượng đài thuyền nhân tị nạn cộng sản tại Vancouver sẽ được bắt đầu khởi công khoảng mùa xuân năm 2017 và sẽ khánh thành vào dịp hè năm 2017, đồng thời cũng để kỷ niệm 150 năm ngày Quốc khánh Canada. Và chúng tôi xin được giới thiệu quý quan khách trong các cái hội đồng thành phố cũng như quan khách người Canadian. Please welcome all of our honored guests, Godzilla Raymond Lewis. Xin chào một tràng vỗ tay, please hand up. Acting Major, ông Raymond Lewis là Acting Major nhưng mà có lẽ là sẽ đến đời trẻ. Counselor Andrea Raymer. Mr. Don Davy, MP of Vancouver. This is Jan Dick Kwan, MP of Vancouver East. Gabriel Yu, Office of MP, Jenny Kwan. Dr. Sharon Cohn, Jeff Gioia, Gilia, and Joe Gioia. Dr. Trung Nguyen. Mr. Brandon Blue. Dr. Minh Nguyen and Dr. Camila De Los Reyes. Mr. Jacob Freyson, President of CEC, Canadian Foundation Association. Và về phía Hội đoàn Việt Nam, chúng tôi xin được giới thiệu Hội Người Việt Tự Do tại BC, ông Hội trưởng Phan Mật. Hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Phan Vĩnh Đức. Liên minh Dân Chủ Việt Nam phân khu bộ BC, ông Trương Minh Lạc. Cộng đồng người Việt vùng Greater Vancouver, ông Mai Phú Hưng. Phong trào yểm trợ khối 8406, ông Trần Ngọc Bính. Dạ, là tôi ạ. Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy, ông Nguyễn Hữu Ninh. Hội Bảo tồn Cờ Vàng Quốc gia Việt Nam, ông Trần Văn Nam. Diễn đàn Lê Văn Duyệt, bà Nguyễn Đăng Mỹ. Chủ tịch Thanh niên Canada vì nhân quyền cho Việt Nam, Canadian Youth for Human Rights in Vietnam, sinh viên y khoa Nguyễn Khuê Tú. Về Little Sài Gòn Vancouver Foundation và Committee, ông Nguyễn Hữu Ninh, ông Nguyễn Phú Hiền, ông Trần Ngọc Bính, bà Lê Ngọc Vân, kỹ sư Trần Văn Nam, bà Trần Mỹ Quang và ông Trương Minh Lạc. Và chúng tôi xin được giới thiệu một số quý vị quan khách. Ông Phan Văn Quang, cựu hội trưởng Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver và phu nhân.
ông Nguyễn Văn Sang, cựu hội trưởng Hội Ái hữu Đồng bằng sông Cửu Long. Ông bà Đỗ Thanh Tùng, chủ nhân Green Lemongrass. Ông bà Bill Hồng, Phở Hồng. Bà Nguyễn Thị Hường, bánh cuốn Thu Hiền. Bà Phương Nam, Realtor. Anh Tony Nguyễn, Realtor. Ông Phan Thế Ngọc, Hội Cao Niên. Và xin cho một tràng vỗ tay thật lớn cho tất cả chúng ta là những người rất quan trọng trong cái buổi dạ tiệc gây quỹ xây dựng tượng đài thuyền nhân hôm nay. Kính thưa quý vị quan khách và đồng bào, cái tiến trình để chúng ta có thể xây dựng được tượng đài thuyền nhân tị nạn cộng sản tại Vancouver là một tiến trình rất dài. Chúng ta phải qua nhiều giai đoạn, và trong suốt 3 năm, ban xây dựng tượng đài thuyền nhân đã làm việc với chính quyền địa phương ở tại Vancouver này, gồm có hội đồng thành phố, gồm có ban về công viên, gồm có ban về nghệ thuật, gồm có ban về kỹ sư, và có ban về nghệ thuật nữa, và tất cả đã đồng ý vào tháng 2 vừa rồi cho phép chúng ta một cách toàn diện được xây dựng tượng đài thuyền nhân tại Vancouver. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các cơ quan ban ngành của hội đồng thành phố Vancouver. Và như chúng tôi nói lúc nãy, chúng ta đã gây quỹ được 120.000. 120.000 là một số tiền rất lớn đối với chúng ta, nhất là đối với quý vị đây. Trong vòng 3 lần gây quỹ, quý vị là những người thường xuyên đến với chúng tôi, và chắc chắn là quý vị là những người đã đóng góp nhiều nhất. Và chúng ta đã có được con số 120.000, và chúng ta hy vọng là còn 3 buổi gây quỹ nữa, chúng ta đạt được con số tiêu chuẩn để xây dựng, đó là 250.000. Và bây giờ chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hữu Ninh, trưởng ban tổ chức buổi gây quỹ hôm nay, có đôi lời chia sẻ với toàn thể đồng bào. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hữu Ninh. Trước hết xin kính chào tất cả quý cao niên và tất cả quý vị ở đây. Đã trời lạnh lẽo như vậy và trời tuyết rơi như vậy, kỷ lục của chúng ta đã trời tuyết như vậy là đã break record năm 1964, và đồng bào đã đến đây tham dự đông đủ như vậy. Chúng tôi rất là nhiệt tình cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự ngày hôm nay. Rồi như hồi nãy của anh Trần Ngọc Bính đã nói chuyện, thì cái tượng đài của mình cũng đây là tháng 2 đó. Bây giờ thì họ đã thông báo là kiểu như đã rút ở bên kia. Và tháng 3, đâu khoảng trong mùa xuân, nói chung là mùa xuân, thì cái hình tượng đài và cái hình mẫu của tượng đài sẽ được về ở đây. Cái tượng đài sẽ được nằm ở trong thành phố để họ lưu giữ ở trong đó. Và cái hình mẫu của tượng đài đó, cái hình để mà chính tác giả, điêu khắc gia VV đã khắc ấy, họ sẽ chuyển về đây với lại đồng thời với tượng đồng. Thì chúng tôi tính ra đó là chúng tôi sẽ sửa soạn để mà hoàn tất cái tượng đài đó vào trong mùa hè của năm tới, của năm nay xin lỗi, của năm 2017. Và mùa xuân thì chúng tôi đã có cái tượng đài ở đây, mà trên cái hình mẫu đó chúng tôi sẽ rước về đây. Và trong cái kỳ dịp April ngày 18, chúng ta sẽ có một cuộc tổ chức ở tại Pinkbird ở đây. Và chúng tôi sẽ có cái tượng đài chính thức ở đây, ngồi ở đây, cao khoảng trên 2 mét và nặng ở trên nó khoảng 200-300 kg. Và cái tượng đồng thì chúng tôi vẫn lưu giữ ở đây từ chỗ của lưu giữ của thành phố. Thì đó là những cái tin tức mà chúng tôi đã có để mà phổ biến cho quý vị. Và tháng vừa rồi chúng tôi đã có liên lạc và đã có họp với lại bên ông Mayor và một số hội đồng thành phố. Thì chúng tôi đã được đại diện những người mà đã tiếp xúc với chúng tôi để mà sửa soạn để làm tượng đài đó. Thì chúng tôi đã ký công khai với họ rồi.
Và bây giờ ngày thứ sáu tức là ngày hôm qua thì họ đã liên lạc với lại engineer ở bên thành phố để mà xúc tiến cái công việc đó. Thì bây giờ là kiểu như là cái công việc của mình là bây giờ mình đi tới chứ không phải là mình đi được một nửa đường rồi. Cho nên chúng tôi cũng yêu cầu quý vị ở đây không tham dự ngày hôm nay tích cực đóng góp để cho mình có được một cái tượng đài đó để mà lưu giữ cho, không phải tượng đài nó không thuộc về một cái hội đoàn nào hết, không thuộc về một cá nhân nào hết, nhưng mà nó là tất cả cho của cộng đồng người Việt mình vừa ở đây, tất cả những các hội đoàn, tất cả những cái của người Việt và di cư đến đây và được Canada đón nhận ở đây, thì tất cả đó là công lao của tất cả mọi người. Chúng tôi là chỉ có những cái người mà đi để mà hướng dẫn ở trong đó thôi, chúng tôi không có một cái gì vai trò gì khác hơn là chúng tôi mong muốn được có cái tượng đài để mà đáp ứng được những cái gì mà nguyện vọng của người Việt Nam mình ở đây. Và cái cuối cùng là chúng tôi là xin nhân dịp Tết này thì chúng tôi cũng xin cảm ơn và xin chúc Tết quý vị được một năm mới được an khang, an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Và trong bữa ăn ngày hôm nay thì chúc quý vị có được bữa ăn ngon và ra về một đêm văn nghệ vui vẻ và ra về bình an. Xin kính chào tất cả quý vị. Dạ, xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Ninh là người đặc trách cái ban ngành xây dựng tượng đài thuyền nhân tại Vancouver. Như ông Ninh nói, tượng đài thuyền nhân tại Vancouver, tượng đài thuyền nhân tị nạn cộng sản tại Vancouver là của chung mọi người Việt Nam đang cư trú tại Vancouver, không phân biệt bất kỳ ai, không phải là thuộc riêng đoàn thể nào, không thuộc riêng một cá nhân nào, mà là của chung những người tị nạn cộng sản và còn sống sót đến được bến bờ tự do là nước Canada từ năm 1979 cho tới hôm nay. Và sau đây chúng tôi xin được mời một bạn trẻ, có lẽ là rất trẻ, mặc dù là rất là bận học trong ở Đại học UBC về cái ngành y khoa, nhưng mà hôm nay cũng dành thời giờ đến đây để thưa một đôi chuyện với quý vị. Cô là một người rất trẻ nhưng lại có tinh thần đối với quê hương đất nước, bởi vì đất nước chúng ta đang chìm đắm trong cái chế độ cộng sản sắc máu toàn trị mà mọi người dân đều muốn thay đổi nó. Do đó cái vấn đề nhân quyền cho Việt Nam là một vấn đề rất quan trọng. Và cô Nguyễn Khuê Tú là một bạn trẻ của chúng ta đã từng hợp tác với các đoàn thể ở tại Canada này, đã thường xuyên làm việc với Quốc hội Canada để tìm những sự yểm trợ về nhân quyền từ chính phủ, từ Quốc hội Canada đối với vấn đề nhân quyền cho nước Việt Nam. Và vào có lẽ là năm 2015, cô đã đại diện cho Hội Phụ nữ Nhân quyền ở trong nước đi Geneva để mà tham dự vào cái buổi điều trần về nhân quyền cho người Việt Nam. Cô, bởi vì những người trong nước không thể đi được, cô là một cái người ở trong hội ở bên ngoài, thành thử có thể thay mặt họ để cất lên tiếng nói nhân quyền cho Việt Nam ở tại Thụy Sĩ. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón cô Nguyễn Khuê Tú. Dạ, kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý vị quan khách. Dạ, con xin phát biểu bằng tiếng Anh trước rồi sau con sẽ nói bằng tiếng Việt. Good evening, honored guests, organizing committee, ladies and gentlemen. I would just like to say a few words on what this monument means to me, and I believe that I actually share the perspective of many young Canadians on this this issue. For our parents and grandparents who came over, it took a lot of sacrifice, a lot of conviction in the face of almost certain death to leave everything behind in the search for freedom. It also took generosity, understanding, and incredible compassion by Canadians to spend so much time and incredible amounts of resources to help resettle Vietnamese refugees. And so I think it's very clear to say that freedom isn't free. Freedom didn't come out of nowhere, didn't materialize out of nowhere. And I think those of my generation, people who perhaps didn't have to flee a dictatorship, people who didn't spend countless hours helping to resettle Vietnamese refugees into Canada, my peers, we appreciate that. We appreciate that fact, and we know that freedom will never be free. And so we cannot ever take